À, hôm nay mình xin giới thiệu là cái sản phẩm của bên mình mới về, đó là bộ xử lý khí thải trục phô dành cho mọi loại xe đi đầu đồng ống hơi. Bộ này là hàng zin theo xe của MD, gắn vô được cho tất cả các xe như quay rim cúp 67 mà đi đầu bò hơi. Một bộ nó full như hình nha anh em, gắn lên xe là rất là ngầu. Hàng zin theo xe chưa vệ sinh hết đó. Đây này là hàng zin đúng của hàng Kenhin luôn. Nói chung là đồ rất là đẹp, nhưng mà do mình là bán hàng zin theo xe mình chưa vệ sinh. Nè mấy các bạn thấy không, nó còn 7 màu luôn á. Một bộ nó full như hình. Dành cho những quay rim mà đi đầu hơi S100 đồ này kia, gắn lên rất là đẹp. Anh em có nhu cầu thì liên hệ shop để mua hàng. Giá một bộ này là 300.000 một bộ.